Quý vị các bạn thân mến, bây giờ mới có 6 giờ sáng. Có vẻ như là thủ đô mọi người thức giấc rất là trễ. Mình đi lang thang trên đường phố, trên phố Lò Sủ, mình kiếm một cái quán để đi review cho bà con thì thấy hàng quán chỉ mới vừa dọn ra thôi, chưa có thấy ai hết. Mình đi bộ xuống gần bờ hồ và mình đi cái trên cái đường Nguyễn Hữu Huân ở Hà Nội, và buổi sáng đó, yên bình vô cùng luôn á, dễ chịu lắm. Nào bây giờ mời mọi người cùng theo, đi theo Coleman để đi tìm món ăn. Nhưng mà các bạn đừng lo nha, ở Hà Nội này mình cứ đi khoảng chừng mấy chục mét thôi là chúng ta là thế nào cũng có cái quán ăn. Nếu mà nói về ẩm thực đường phố ở Hà Nội có khi đó là thành phố Hồ Chí Minh cũng không bằng đâu đó. Đấy, hàng quán ở Hà Nội vậy không á, nhỏ 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 nhỏ. Bún dọc mùng. Ủa mình bán cái gì hả cô? Bán đêm mùi vị đi, món này ngon mà. Dạ. Bún dọc mùng. À ha. Tên tên tên. Ăn là mê liền. Bán rồi phải không cô? Mở cửa chưa cô? Dạ. Rồi cho cháu một tô đầy đủ đi. Ngồi đây được không cô? Ngồi đây cho sáng cho quay cho đẹp. À, ở đây là số 77E đường Nguyễn Hữu Huân. Tất cả mọi thứ rất là sạch sẽ. Cho cháu cái móng nhỏ nha. Dạ, móng bé thôi. Đấy, hấp dẫn chưa nào. Dọc mùng là Bạc Hà đó phải không cô? Trong Nam là Bạc Hà đó đúng không? Ủa này là cái gì cô? Lưỡi hả? Đó, bún dọc mùng đấy. Dọc mùng là cái đấy đấy đó bà con, đó chính là Bạc Hà đó, mà ngoài đây người ta gọi là dọc mùng. Không hiểu tại sao có cái tên là dọc mùng luôn. Rồi đây tô chất lượng vô cùng. Đây có tương ớt bắc này nè. À ngoài đây đặc biệt là thấy ít, rất ít ăn. Đây không có nước mắm mà cô. Dạ, không có nước mắm mắm mặn hả cô? À đây nước tương chấm mà. Ồ. Chết rồi, tôi tính mang nước mắm. Tính mà mở cửa hàng bán nước mắm ngoài đây. ở ngoài đây người ta ít ăn nước mắm quá hả cô? Xem thử cái chén này, cái này là cái gì đây? À tỏi. Trời ơi, bát này ngon ghê cơ. Nào. Ui rồi. Trời ơi, bát này có cà chua ngon ghê cơ. À, cái gà bát của bác. Bát của bác sang ra rồi, mình phải lùa thật nhanh. Có ớt không cô ạ? Cho xin ớt tí ớt sắc rồi. Đây, dọc mùng. Có các bạn nào hiểu là cái là lai lịch của dọc mùng vì sao gọi là dọc mùng chỉ cho Coleman với nhà. Cô cho cháu xin ớt sắc, ớt nha cô. Vâng.
Ôi, cái này là, cái này là nước tương. Có cái mắm. Mình vẫn thấy nó thiếu thiếu thế nào. Mà ở đây người ta không có bán nước mắm, không có nước mắm thì làm sao bây giờ mình... Cô có nước mắm không cô? Có nước mắm. Dạ dạ, cho giáo xin ít nước mắm. Đó. Xịt luôn. Hết hồn, tưởng ở đây ngoài đây mà không, người ta không, người ta ít sử dụng nước mắm, ít ăn nước mắm thì không biết mình ra đây mình bán nước mắm cho ai. Đây, nghe mỏng ngon chưa? Lâu lắm rồi. Mềm quá, ngon quá. Vừa mềm vừa giòn, vừa giòn. Tức sắc. Đây lưỡi đây. Mình rất ít ăn lưỡi, thậm chí là mình nghĩ là mình không biết ăn lưỡi. Nhưng mà cô chủ quán bảo là ơi à, có nước mắm không em? Cho anh xin nước mắm. Đó, ớt này rồi, đây. Ớt đã ra rồi. Ớt tươi rồi rồi. Đó. Vậy nó mới sướng cuộc đời. Sáng sớm là phải làm một bát nóng rồi. Ớt như vậy vô tỉnh người liền. Đó, trời ơi, nước mắm. Ơi, úi giời ơi. Ngon ghê lắm cơ. Ôi, ăn quẩy ở đây tuyệt vời. Ăn quẩy luôn hả cô? À rồi, ăn quẩy luôn. Xuất sắc. Chính loại cô vào làm cho mình luôn cái nước mắm. Được đâu. Nước mắm hồng chưa ngon. Như vậy thì nước mắm Calamen phải có mặt tại Hà Nội. Đúng thật luôn, lưỡi thơm phức à. Giòn giòn. Không, bây giờ mình phải ăn cái giò. Giò đâu đa đây làm rất ngon luôn. Đó. Ôi ơi, gọn bâng luôn. Vừa mềm vừa đủ giòn. May cho tôi quá, nhiều khi tôi đi ăn mấy cái chỗ móng tôi nhai hoài nó không đứt. Độc đáo. Rồi, để tới miếng thịt. Lạ ha, sao lại chơi nước tương ta. Chính là này ăn nước mắm ngon hơn chứ. Rồi, ở đây là một cái tiệm nằm ở số 79 đường Nguyễn Hữu Huân, bún dọc mùng, giò heo, khá là ngon. Thôi là mình đang có mặt tại phố cổ Hà Nội. Bây giờ là 6 giờ sáng. Cũng xin vui mừng thông báo với quý vị và các bạn là
sắp tới đây sẽ có một cửa hàng siêu thị mini của Colorman tại tại Hà Nội nha, tại phố cổ Hà Nội, tại khu, tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Hy vọng sẽ sớm ra mắt quý vị các bạn, để đưa được các sản phẩm nước mắm của Colorman nói riêng cùng với các sản phẩm food của Colorman nói chung đến với đồng bào thủ đô. Rồi, xin được chúc quý vị các bạn có một ngày làm thật là vui tươi, sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Rồi, vậy là ấm lòng chiến sĩ rồi. Một buổi sáng của mình đơn giản vậy, trong lúc mọi người còn đang xây giấc điệp. Hey, Colorman lang thang được phố Hà Nội, hít thở không khí trong lành của bờ hồ và thưởng thức một món, thêm một món ngon nữa của Hà Nội, đó là bún dọc mùng, hay còn gọi là bún Bạc Hà. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn.